đồ câu Nhật Bản muốn fishing, xin mời thể anh em các bác đam mê câu cá thì live shop bên em lại về được một số máy câu gửi tới cho các bác, thì giá báo trên video là chưa bao gồm phí ship. Thì các bác nào đặt hàng các bác có thể liên hệ qua số Zalo em có để dưới phần mô tả, và những cái mặt hàng giá trị cao thì các bác vui lòng cọc giúp bên em một chút. Thì nay em sẽ giới thiệu các bác cái sản phẩm đầu tiên bên em là một con máy súp 1070. Size này là size 4000, thì cái dòng này phù hợp cho bác nào công ngâm, công năng C, công ao hồ. Ngoại hình của máy cũng có một chút điểm chày. Hàng này là hàng co e, máy hoạt động thì êm mượt. Thì mức giá gửi tới cho các bác con máy súp 1070 size 4000 là mã số 1, giá là 250.000. Tiếp đến mã số 2 là một con máy Daiwa Repos size 2000. Ngoại hình của máy cũng có một chút điểm chày, thì dòng này phù hợp cho các nào câu lua, câu ao hồ. Hàng này là hàng China xuất Nhật, được đắt của máy. Máy hoạt động thì êm mượt. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con Daiwa Revolt size 2000 là mã số 2, giá là 600.000. Tiếp đến mã số 3 là Shimano Alex XT size 1000. Thì với cái size 1000 này phù hợp cho các bác nào câu UL, câu lua suối và câu ao hồ. Ngoại hình của máy cũng có một chút điểm chày. Máy đã được vào dây. Dây này là BE 0.5. Dù này dù mịn, dù này em nhớ không nhầm là Bitbull các bác nhé. Đấy, thì các bác nào mua máy về thì các bác cũng chỉ việc câu thôi, đã có dù xịn, cực kỳ là mịn luôn. Hoạt động thì êm mượt. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con Shimano Alex XT size 1000 là mã số 3, giá là 600.000. Tiếp đến mã số 4 là Shimano Alivio size 4000. Ngoại hình của máy cũng còn cực kỳ là đẹp. Thì với cái size 4000 của Alivio thì các bác cũng phù hợp cho các bác nào câu lục tầm 50 đến 60 mét và vừa câu được cả lua và câu được cả lăng C. Size 4000 body này, body của Alivio câu được rất nhiều thể loại các bác nhé. Hoạt động thì êm mượt. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con máy Shimano Alivio ngoại hình đẹp size 4000, phù hợp câu lục, câu lua và câu lăng C, câu được rất nhiều thể loại, là mã số 4, giá là 750.000, giá cực kỳ tốt các bác nhé. Tiếp đến là mã số 5 là Shimano ENF C2000S. Thì dòng C là dòng body thon gọn và S là cuối nông. Ngoại hình của máy cũng có một chút điểm chày. Thì với size 2000 và dòng C như thế này thì phù hợp cho các bác nào câu UN và câu lua suối. Máy cực kỳ là nhỏ gọn. Đấy. Body của máy cũng bằng một bàn tay thôi. Hoạt động thì êm mượt. Có nút châm dầu. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con máy Shimano LF C2000S là mã số 5, giá là 900.000. Tiếp đến mã số 6 có một con Daiwa Regang size 6000. Ngoại hình của máy còn cực kỳ đẹp. Thì cái size 6000 của Daiwa này thì tương ứng với của Shimano là khoảng 12000, khoảng size 12000. Thông số dây của máy là cước số 6 vào được 250 và cao nhất là cước số 16 vào được 140.
Thì với cái size lớn như thế này thì phù hợp cho các bạn nào câu biển, câu bạc bãi. Và con máy này cũng nằm trong một mức giá cực kỳ là tốt và hợp lý cho các bác. Và để câu biển hoạt động thì êm mượt, hình đẹp. Rắc của máy. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con Daiwa Rigang size 6.000 tương ứng với khoảng size 12.000 của Shimano, là mã số 6, giá là 1 triệu 2, giá cực kỳ tốt các bác nhé. Tiếp đến là mã số 7. Mã số 7 là Shimano Sora TBB 1000S. Ngoại hình của máy. Thì với cái size 1000S này phù hợp cho các bác là câu UL, câu lua suối. Máy cũng có nút châm dầu. Hoạt động thì êm mượt. Body của máy cũng bằng body của máy NS. Body của hai máy đều như nhau, đều nhỏ gọn. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con Shimano Soratep BB size 1000 là mã số 7, giá là 1 triệu rưỡi. Thì các bác nào không nhớ mã, các bác có thể chụp hình ảnh màn hình và gửi qua Zalo, bên em sẽ có nhân viên tư vấn và check mã cho các bác. Tiếp đến là mã số 8. Mã số 8 là Shimano Biomaster size 3000 MGS. Bản này là bản Spezio. Thì với cái size 3000 của Biomaster phù hợp cho bác là câu lua và câu đài chữ máy. Ngoại hình của máy cũng có một chút điểm chày. Hàng này là hàng của Japan, hàng in Japan. Hoạt động thì êm mượt. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con Shimano Biomaster size 3000 là mã số 8, giá là 1 triệu tư, hàng Japan. Tiếp đến là mã số 9. Mã số 9 là Shimano Classic C3000. Ngoại hình của máy có công nghệ X-Ship. Thì với size 3000 của Classic này phù hợp cho bác nào câu lua và đánh lục đầu cần. Cái đắt của máy. Dòng C là dòng body thon gọn và size 3000 của Classic cũng phù hợp cho bác nào đánh lục đầu cần tầm 30 đến 40 mét. Thì các bác đánh với cái size máy như thế này thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn và mượt mà hơn. Hoạt động thì êm mượt. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con máy Shimano Classic C3000 là mã số 9, giá là 1 triệu tư. Tiếp đến là Shimano Twin Power 2500 MGS. Ngoại hình của máy cũng có một chút điểm chày. Đây cũng có một chút điểm bóc sơn thôi nhé. Phần này là người ta mạ bạc, sơn mạ bạc. Theo thời gian là cũng sẽ bị bóc. Còn tổng thể con máy từ phần đít cho đến phần thân máy còn cực kỳ là đẹp. Có mỗi hai phần bên má này bị xước. Cốt là cốt trợ lực. Cái đắt của máy. Tewi này thì mặc định là của Japan đúng không nhỉ? Hàng Japan. Hoạt động bình thường, đổi tay quay trái phải. Thì cũng xước hai má này, thì ngoại hình cũng có chảy xước, thì em cũng sẽ để giá tốt cho các bác, giá cực kỳ tốt. Là mã số 10, giá là 1 triệu 9 cho Shimano Twin Power size 2000 MGS bản Spezio. Mã số 10 giá 1 triệu 9. Tiếp đến là mã số 11. Mã số 11 là Shimano Classic C3000. Máy này máy 2 nô. Lô phụ là size 2500. Thì với con máy 2 nô của Classic
Thì lô 2.500 các bác có thể đánh nua, và C3.000 các bác có thể cũng có thể đánh lục đầu cần, cực kỳ là linh động, máy 2 nô, ngoại hình của máy. Máy cũng còn cực kỳ là đẹp các bác nhé. Hoạt động thì êm mượt. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con máy Shimano Classic máy 2 nô là mã số 11, giá là 1.500.000 máy 2 lô. Thì cái lô bên cạnh này phù hợp các bác có thể đánh đổi dây liên tục các bác nhé. Ví dụ lô bên cạnh các bác đánh BE và lô này các bác đánh cước, cực kỳ linh hoạt. Tiếp đến là mã số 12. Mã số 12 cũng có một con Shimano T-Win Power size 2000. Ngoại hình của máy thì cũng có một chút điểm chày. Cốt là cốt trợ lực. Thì với size 2000 phù hợp cho con nào đánh nua, đánh đài trợ máy, cốt trợ lực rất của máy. Máy cũng được dù này cũng là dù Big Bull đúng không nhé, dù Big Bull cũng cực kỳ mịn đấy. Thì các bác nào mua máy về thì đã có dù sẵn rồi, có chỉ việc câu thôi, có nút châm dầu. Hàng này hàng của Japan, hoạt động thì êm mượt. Dòng T-Win của Shimano này chỉ đứng sau Stella các bác nhé. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con Twin Power size 2000 là mã số 12, giá là 2.100.000. Tiếp đến mã số 13. Mã số 13 em có một con Shimano Rerarium C14 cộng size 4000. Ngoại hình của máy cũng có một chút sức dăm nhẹ, tay quay là tay quay siết cốt đúng không? Em cũng chia sẻ qua một chút về thông số của con máy Shimano Rerarium C14 size 4000. Thì ratio của máy là 4.8, máy tải 7 kg, nặng 260 g. Thì với cái size 4000 nặng 260 g này cũng phù hợp cho bác nào đánh lục tầm 60 đến 80 mét đánh bằng BE thì nó nhẹ nhàng và mượt mà hơn. Máy nặng có 260 gram với cái size 4000. Máy chạy 7 bạc đạn. Cực kỳ là mượt mà. C14. Thì cái bản này nếu mà hàng mới và hàng đang bán tại Nhật và trên các các trang thương mại điện tử như eBay thì giá của con máy mới của Rerarium C14 cộng size 4000 này thì rơi vào khoảng tầm 5 triệu, hơn 5 triệu. Thì máy đã qua sử dụng rồi nên em cũng sẽ để giá tốt cho các bác. Muốn Rerarium vừa câu lục và vừa câu lua được. Máy nặng 240 gram. Là mã số 13, giá là 2.400.000. Giá cực kỳ tốt cho size 4000 bản C14. Tiếp đến là mã số 14. Mã số 14 là một Shimano Biomaster 2000S. Bản này là bản năm 2011. Tay quay là tay quay siết cốt. Ngoại hình của máy cũng có một chút điểm chày. Rắc của máy, cốt cũng là cốt trợ lực các bác nhé. Máy cũng đã được vào dù. Thì các bác nào mua máy về chỉ việc câu thôi, vì với cái size 2000S này thì cũng phù hợp các bác nào câu lua, câu đài trợ máy và câu ao hồ đều được. Hoạt động của T-Win 2011 thì siêu mượt.
cái mức giá để tới cho các bác một con Shimano Biomaster 2000S là mã số 14, giá là 2,1 triệu, bản năm 2011. Tiếp đến mã số 15, mã số 15 là Shimano Aixen BB 4000 HGS. HG là hỗ trợ các bác thu dây nhanh và S là cối nâu. Ngoại hình của máy, máy cũng có một chút điểm chày, phần đít là chày lông mèo và một điểm chày ở trên phần này. Cốt cũng là cốt trợ lực. Ngoại hình 90%. Thì với cái size 4000S phù hợp cho bác làm câu lua, câu cá cháp, câu biển đều được. Size 4000 hoạt động thì êm mượt. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con máy Shimano Aixen BB size 4000 HGS là mã số 15, giá là 2 triệu, giá cực kỳ tốt cho một con máy size 4000, cốt trợ lực. Tiếp đến là mã số 16 là một con Daiwa Kit size 2000. Ngoại hình của máy cũng còn cực kỳ đẹp, có một vài điểm chày nhẹ thôi. Thì với size 2000 của dòng kit này phù hợp cho bắt đầu câu lua và câu đài chữ máy. Dòng kit này là chuyên câu lua, những dòng máy này các bác cực kỳ là chuộng, quay cực kỳ là mượt và cực kỳ là bền. Cốt cũng là cốt trợ lực. Thì dòng kit này size từ 3000 đổ xuống là quả Thái Lan xuất Nhật và từ 3500 là quả Java sản xuất. Hoạt động êm mượt. Mức giá gửi tới cho các bác một con Daiwa Kit size 2000 là mã số 16, giá là 1,9 triệu. Đến mã số 17, em có một con Daiwa MMS 3012 size tương ứng là size 3000. Ngoại hình của máy, máy này còn cực kỳ đẹp, hàng lướt. Máy có công nghệ mặc siêu là dầu từ tính kháng mặn, thì phù hợp cho bác nào câu rích biển, câu những ở những cái vùng có nước lợ, nước mặn đều được, kháng mặn cực kỳ là tốt. Có công nghệ mặc siêu dầu từ tính. Hàng này là hàng của China xuất Nhật. Cốt cũng là cốt trợ lực thôi nhé. Ngoại hình đẹp, hoạt động thì êm mượt. Với size 3000 này các bác câu rích biển này, câu ISO này đều được. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con Daiwa MMS 3012H là mã số 17, giá là 2,1 triệu. Tiếp đến là mã số 18, có một con Daiwa Cerate 3500 Custom. Ngoại hình của máy, máy có một điểm chày nhẹ ở đây các bác nhé. Còn tổng thể máy còn cực kỳ đẹp, từ phần đít cho đến phần thân, rác của máy. Thì em cũng chia sẻ qua một chút về thông số của con Daiwa Karate Cerate 3500 Custom. Ratio của máy là 4.8, máy tải 10 kg, nặng 380 g, thu dây là 82 cm trên một vòng và chạy 11 bậc đạn. Thì với
cái size 3500 này phù hợp cho các bác nào câu biển và đánh cá tra bò, dòng này đánh lục xa bờ cũng phù hợp các bác nhé. Rắc của máy tay quay là tay quay siết cốt, đổi tay quay trái phải bình thường. Serate, hàng này là hàng của Japan. Hoạt động êm mượt. Quay ngược. Chốt chặn đầy đủ. Mức giá để tới cho các bác một con Daiwa Serate 3500 cút tôm màn hình 90. Đây, tổng thể con máy còn cực kỳ đẹp, có một chút điểm chày ở bên góc này các bác nhé. Thì mức giá gửi tới cho các bác là mã số 18, giá là 3,5 triệu cho Daiwa Serate, hàng Japan. Tiếp đến mã số 19. Mã số 19 là một con máy Twin Power SBK 4000XG. Ngoại hình của máy còn cực kỳ đẹp. Máy đã được độ lúng độ các nhé, lúng độ. Bên cạnh là lúng chống độ. Thì cũng chia sẻ qua một chút về thông số của Tewin SBK 4000XG. Ratio của máy là 6.2. Máy tải 11 kg, nặng 345 gram và thu dây 97 cm trên một vòng. Thì với cái thu dây 97 cm trên một vòng này thì phù hợp với các bác nào câu lục thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn và size 4000 thì các bác có thể đánh lục bằng BE, đánh tầm 70 đến 80 m đều được. Con Twin Power tải của máy là tải 11 kg và chưa tính lúc các bác dòng cá nữa. Nếu mà các bác đóng phải chấm đen 15 kg thì với cái lực tải của máy 11 kg thì với cái kinh nghiệm và cái kỹ thuật dòng của các bác nữa thì thoải mái với con cá 15 kg. Thì với size 4000 và thu dây lên tới 97 cm trên một vòng thì các bác nào đánh lục thì phù hợp hơn và nhẹ nhàng hơn. Hoạt động của Tewin Power thì siêu mượt rồi, máy cực kỳ đẹp, lúng độ chống đổ. Đấy, cái lúng chống đổ này các bác nào lúc các bác để cần xuống đất ấy, để các bác chống lên vời thì nó chống xước cho máy các bác nhé. Tay quay siết cốt, drop của máy cũng là cốt trợ lực. Mức giá gửi tới cho các bác một con Shimano Tewin Power SVK 4000XG. Thì SVK này là kháng mặn thì cũng phù hợp cho các bác nào đánh rích biển đều được. Thì mức giá gửi tới cho các bác là mã số 19, giá là 5,3 triệu cho Tewin Power SVK 4000XG. Tiếp đến là mã số 20. Mã số 20 em có một con Daiwa Kitfam 3500. Hàng này là hàng của Japan sản xuất. Ngoại hình của máy có một chút điểm chày. Thì cái dòng kit 3500 này phù hợp cho các nào đánh lục đầu cần và đánh lua nháy thật, câu cá chẽm, cá măng, cốt trợ lực. Hoạt động thì êm mượt. Thì cái size 3500 của Daiwa thì cũng tương ứng với khoảng size 5000 của Shimano các bác nhé. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con Daiwa Kitfam 3500 hàng Japan là mã số 20, giá là 2,7 triệu cho Daiwa Kitfam
Tiếp đến mã số 21, mã số 21 cũng là một con Daiwa Kit Carida size 3500. Hàng này cũng là hàng của Japan sản xuất. Ngoại hình của máy cũng có một chút điểm trầy các bác nhé. Dòng máy cũng phù hợp cho bắt đầu đánh nuôi nháy thật và đánh đục đầu cần. Máy đã được vào đầy dù thì các bác nào mua về cũng chỉ được câu thôi. Hàng Japan. Hoạt động êm mượt. Chốt chặn đầy đủ. Cốt chặn lực. Giá đắt của máy. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con Daiwa Kit Carida 3500. Giá cũng là 2,7 triệu cho mã số 21. Mã số 21 giá 2,7 triệu. Tiếp đến là mã số 22. Mã số 22 là một con máy Daiwa Liberty size 4000. Hàng này là hàng của Việt Nam xuất Nhật. Máy cũng còn nguyên hộp. Ngoại hình của máy thì size 4000 này cũng phù hợp cho các bác nào câu lục và câu ngâm. Đó là của máy. Hoạt động thì êm mượt. Chốt chặn đầy đủ. Thì Daiwa Liberty size 4000 này em cũng sẽ để giá tốt và giá hợp lý cho các bác, là mã số 22, giá là 700.000. Size cho size 4000 các bác nhé. Mã số 22 giá 700.000. Tiếp đến là mã số 23. Mã số 23 là Shimano Comblack BB 2500 HGS bản F4. Thì em chia sẻ qua một chút về thông số của Comblack. Ratio của máy là 6.0. Lực tải tối đa của máy là 4 kg. Máy nặng 250 g, chạy 7 vạc đạn. Thu dây là 88 cm trên một vòng. Thì với con máy này phù hợp cho các bác nào câu UL, câu lua suối, mua gành. Với size 2000 này các bác câu lua gành được, câu đài trợ máy. Ngoại hình của máy cũng có một chút điểm chảy sức nho nhỏ. Cốt cũng là cốt trợ lực, đổi tay quay trái phải bình thường. Đồ đắc của máy. Máy hoạt động thì êm mượt. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con máy Shimano Comblack BB 2500 HGS bản F4. Là mã số 23, giá là 1,9 triệu. Thì các bác nào mua hàng, các bác không nhớ mã, các bác có thể chụp hình ảnh màn hình, các bác gửi qua Zalo, bên em sẽ có nhân viên tư vấn và check mã cho các bác. Thì các bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất về những cái sản phẩm video máy câu giá tốt nhất gửi tới cho các bác. Thì tiếp đến là mã số 24. Mã số 24 của em là một con máy Daiwa, tem Daiwa 2500 IA. Máy này cũng còn nguyên hộp, phụ kiện đi kèm là túi và sổ sách. Em giới thiệu qua một chút về thông số. Ratio của máy là 4.9, máy nặng 265 g và lực tải của máy là từ 3 kg cho tối đa là 14 kg, cực kỳ là khỏe. Hình của máy thì cũng có trầy xước nên em cũng sẽ để giá tốt cho các bác. Một tem Daiwa tải khỏe, hàng mặc định là của Japan. Giá rắc của máy, toàn bộ chức năng thì đều hoạt động bình thường, ngoại hình được cũng trầy xước, tải 14 kg, hoạt động êm mượt. Chốt chặn đây đúng.
Thì với cái size 2500 một cuối lông như này phù hợp với con nào câu lua và câu UL. Thì em cũng sẽ để giá tốt cho các bác là mã số 24, giá là 1 triệu cho một tem Daiwa còn nguyên hộp sổ sách. Mã số 24 giá 1 triệu. Tiếp đến là mã số 25. Mã số 25 là một con Daiwa Fem 2500. Máy này còn cực kỳ đẹp các bác nhá. Hàng như mới. Cái thông số của máy là ratio của máy là 4.8. Máy thu dây là 70 cm trên một vòng. Nặng 315 g, chạy 4 bậc đạn và lực tải máy là 4 kg. Thì với cái dòng máy này phù hợp cho bác nào câu ao hồ, câu lua và câu UL. Tiện đi kèm là túi và sổ sách. Ngoại hình của máy thì không phải bàn rồi, máy đẹp như mới. Thì cái dòng này các bác có thể mua về câu hoặc mua về sưu tầm. Máy cực kỳ đẹp. Hàng là hàng của Thái Lan xuất Nhật. Hoạt động thì êm mượt. Máy đẹp như mới. Rác của máy. Thì mức giá để tới cho các bác một con Daiwa Fem 2500 là mã số 25, giá là 1.2 triệu. Tiếp đến là mã số 26. Mã số 26 là một con Daiwa Cadida 2508 Custom. Thông số của máy là ratio của máy là 4.7, máy nặng 265 g, tải 7 kg, chạy 7 bạc đạn, thu dây cũng là 70 cm trên một vòng. Tiện đi kèm sổ sách của mình, kiện đi kèm là sổ sách đó. Kikutu 2508. Dòng máy phù có nào chuyên mua. Ngoại hình của máy cũng có một chút điểm cháy trên rotor. Còn tổng thể máy còn cực kỳ đẹp. Đây, cũng chút cháy rotor này. Tay quay đôi. Rắc của máy. Thông số dây của cái cút tung là BM1 và được 200 m, BM1.5 và được 150 các bác nhé. Hoạt động thì êm mượt. Chốt chặn đầy đủ. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con Daiwa 2508 Custom là mã số 26, giá là 2.1 triệu. Daiwa Custom. Tiếp đến là mã số 27. Mã số 27 là Shimano Biomaster 2500S. Kiện đi kèm là long đền và sổ sách. Thông số của máy là ratio của máy là 5.0, nặng 240 g, chạy 8 bạc đạn. Máy này có bạc đạn trợ lực các bác nhé. Từ rác của máy. Ngoại hình cũng có chảy xước. Thì với cái size 2500 này phù hợp cho các bác nào câu lua, câu đài chữ máy và câu ao hồ. Hoạt động thì êm mượt. Thì mức giá để tới cho các bác một con bị Shimano Biomaster 2500 là mã số 27, giá là 1.9 triệu.